Xin thân mến kính chào tất cả quý khách hàng thân thương. Hôm nay chúng tôi lại xin giới thiệu với quý khách hàng nhà mình một cái sản phẩm da xít 22 nho nhỏ xinh xinh. Hiện tại xe đang đi làm. Con này chúng tôi đang cho đi làm ở khu vực Đắk Lắk, thành phố Buôn Thuật. Quý khách hàng mà đang cần sử dụng cái sản phẩm này thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở góc trái màn hình video. Thông tin chi tiết cụ thể nhất thì vẫn như mọi khi thôi. Bà con nhà mình cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh cụ thể để quý khách hàng, quý bà con nhà mình cần đo đong đếm cái sản phẩm, tham khảo cái sản phẩm mà chúng tôi đang có như thế này. Con này thì làm cực kỳ ngon lành luôn. Giá cả hợp lý cho tất cả quý bà con, anh chị em đang có những cái vườn rộng đâu đó khoảng đôi ba héc, hoặc vườn cà phê, tiêu, sầu riêng, thì dòng 22 đít nhỏ này có thể luồn lách đánh võng. Luồn lách đánh võng trong những cái vườn cây rậm rạp nhất của bà con nhà mình là tiện lợi nhất. Con này ăn dầu thì như người thôi, không ăn nhiều đâu. Xe nhỏ gọn đẹp, giá thành con này thì nó tùy vào cái chất lượng của xe để chúng tôi bán. Có những con giá rẻ, những con giá rẻ thì con đấy là lát đi cháo chó rồi thì không nói. Còn vườn này thì nó cực kỳ khỏe mạnh luôn. Ngoài những sản phẩm này ra thì chúng tôi còn một số sản phẩm máy 025, 07, xích, bánh xích và bánh lốp đều có cả. Mọi thông tin chi tiết cụ thể thì quý vị có thể nhắn tin qua Zalo cho chúng tôi ở góc trái màn hình video để cho bà con nhà mình có thể là được tham khảo những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có ở tất cả các bãi như thành phố Buôn Thuật này, Bình Dương này, quận 9, thành phố Thủ Đức, chúng tôi đều có cả máy. Còn ở đây thì rồi bây giờ mời bà con xem sự hoạt động lanh lẹ của Hitachi, một thương hiệu máy xúc cực kỳ lớn của Nhật Bản, hoạt động hiệu quả như nào quý vị nhé. Tất cả những cái chi tiết tôi đã quay và thể hiện hết trên ở cái video này rồi, mọi người cứ xem hết video. Chúng tôi đã tích hợp những cái cần thiết nhất để cho quý vị xem ở trên đây rồi. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng tải hàng ngày. Bây giờ thì mời mọi người xem sự hoạt động của nó.